Bên cạnh những sản phẩm du lịch đặc thù như tham quan, nghỉ dưỡng, sinh thái, việc phát triển khai thác tiềm năng, lợi thế của du lịch canh nông là hướng đi mà ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng đang hướng tới. Để các mô hình nâng cao tính chuyên nghiệp và chất lượng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã công nhận 22 mô hình du lịch canh nông đạt tiêu chuẩn trên địa bàn. Trong đó nổi bật là Làng Hoa Thái Phiên, Hà Đông, Vạn Thành, Hợp tác xã Rau Tân Tiến, Xuân Hương. Các mô hình du lịch nông nghiệp sau khi được thẩm định và công nhận đã hoạt động có hiệu quả, thu hút nhiều du khách đến tham quan như trang trại rau và hoa Vạn Thành, du lịch canh nông Green Box, cầu đất Farm,